Hello, xin chào cả nhà. Em quá nha, gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em xin phép giới thiệu thêm một con em VMS. Con này ngoại hình đẹp, được, chúng phải đẹp, máy móc ngon, nguyên zin, chạy được nguồn 6V bình và nguồn 12V ha. Mình sẽ test từng hết cho quý khách xem ha. Hình ảnh em cũng đã chụp để cho quý khách xem rồi. Giờ em đang xài bình ha, em đang ghim bình 6V. Giờ khởi động thì quý khách đèn lúc này ha. Rồi nó thấy cháy đèn buông ra ha. Rồi ok ha. Chẳng hạn như cái vít này đi. Đây 140g ha. Đó. Chuẩn ha. Xê xích 1g nha. Cũng 140g. Em căng luôn cái căng này như cái căng này không bình là như. Đây là 2,260 kg ha. Vẫn là 2,260 kg ha. Để em quay cái mặt sau ha, tại vì em kẹp bình á, sợ nó tuột cái sợi dây điện. Đây mặt sau cũng là 2,260 kg ha. Đó là chuẩn nha quý khách. Quý khách nào mua hai con mình sẽ bao ship ha. Con này 350, con hư đó 100.000. Hiện giờ em đang xài nguồn 12,6V ha, đây em kẹp với quý khách xem mà ha, nè đó. Giờ em không xài nguồn bình 6V. Giờ em chuyển qua xài nguồn điện 12V ha. Bộ 12V. Tá là tá làm gì chứ. Cái này thì em không có. Rồi, em giảm lên 12V. Rồi, ok ha. Tại vậy lật ngược lên, cái chùm nó nhiều quá. Lỏng gì. Cái chui này nó khó chịu, nó không phải chui của Việt Nam mình. Cái chui nó tròn tròn, nó xéo xéo sao á. Phải chui này không ta? Cái chui này ta. Coi lỏng gì không. Cái chua điện này nè nó khó chịu lắm. Nếu mua quý khách nào mua em sẽ câu trực tiếp luôn ha. Cái chua nào cũng chờ. Đúng không sao cày vậy ta. Không nó lỏng, cái chui này nó lỏng. Nè ha, giờ hiện giờ căng được này đúng không? Nhất là lỏng rồi. Đó, thấy không? Quý khách nào mua em sẽ câu dây trực tiếp luôn đi, cái viên cái chui này nó lỏng khó chịu lắm. Ok ha, mình bán là mình nè nhúc sợi dây thôi nè, nè. Nè. Đó, ha, mục tiêu rồi ha. Rồi ok nha. Quý khách cô chú anh chị em nào nhu cầu liên hệ với Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt hay Messenger giùm em ha. Có số điện thoại 0939 396 480. Rồi em tin quá ha. Quý khách cô chú nào có chốt phải liên hệ sớm giùm em. Rồi mua hai con tặng ship nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý khách vào dịp khác nha.